Hello, cái tình yêu của tôi. Chào mừng mọi người đến với kênh Ren Nguyễn nhé. Mình đang ở đâu thế này? Như phía sau mình là một cái dân làng Wannabe đó mọi người. Ủa luôn có làng dân làng Wannabe nữa hả? Mình mới nghe luôn á. Cùng đi mình tham quan qua làng Wannabe này nhé mọi người. Ủa luôn có làng gì chẳng thấy bóng người gì hết trơn vậy? Không biết dân làng Ombi có ở nhà không ta? Thì mình đi vô thử coi tham quan trước mới được. Sao lại có hải tặc ở đây thế nhỉ? Nó xin lạ này, lợn ngay, hỏi ngay dân làng. Phía trước mình là cái căn nhà này mọi người. Nhà chẳng có ai hết trơn thì lộn có dân làng nè mọi người. Có dân làng nè. Chào bác à. Dạ con chào bác à. Bên ngoài có nguyên con chim bự luôn mọi người. Bự chà bá luôn mọi người. Đây nè. Nó đang tập bay. Đây là con Phượng Hoàng Marco chứ chim gì trời cho nội. À thằng đấy. Quay lại coi có ở đây có cái gốc cây nè mọi người. Gốc cây to ơi là to luôn mọi người đó, nhìn thấy nè. Thì mình leo lên cầu thang mọi người. Ồ, trên đây không có ai hết mọi người. À có bác dân làng nè mọi người, chào bác nhé. Đi xuống đây, trên đây không có gì chơi chơi hết trơn hết mọi người. Mình đi xuống nè mọi người, trên đây chỉ có một bác dân làng thôi. Tính trên đây chắc cũng để bảo vệ thôi. Mình đi xuống nè mọi người. Nên là One B cũng biết trồng lúa đó mọi người. Đây nè, lúa người ta trồng nè mọi người. Ngôi làng nhà nào cũng mình chưa đi không ta? Ở trên ngôi nhà này mình chưa vô mọi người, mình vô thử coi. Ngôi nhà này nè, ngôi nhà màu nâu nâu này. Cũng cánh cửa đâu ta? Sao không thấy cánh cửa gì? Có ai nhà không nhà? Cốc cốc cốc. Có ai nhà không? Mở cửa cho mình vô dưới. Hình như với lối vào hướng này nè mọi người. Mình đi nhầm 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 lối vào rồi. Con này mình chính xác nè. Ồ đây là cái tủ sắt à, thư viện à. Chỗ ăn dân làng đẹp trai nha. Đứng đây từ chiều à. Ồ, ngôi nhà này cũng khang trang thế nhỉ. Thôi mình đi ra ngoài đây mọi người. Ngoài để hít bầu không khí. Qua đây không vậy? Tôi chẳng ai buôn bán, tôi chẳng mình chẳng thấy người nào mà buôn bán chứ chơi hết chạy trời. À đây nè, ở dưới đây có dân làng nè, đang hành nghề lưới cá nè. Mấy dân làng có bán cái gì không nhờ? À, mấy dân làng bán lũ lúc phi rồi mọi người, và bộ đồ đô đốc và bộ đồ quan zero sao mọi người. Mình mua thử đội nón lúc phi mới được, có đẹp trai không? Đâu đội thử coi. Đâu cái gì này, cái nón này. Ô, nhìn cũng được cái gì. Rồi lỡ rồi mình sẽ mua hết luôn mọi người. Sẽ mua hết luôn. Mua hết luôn mọi người. Mua mặc thử. Rồi ra đâu thử đây trời. Rồi mình ra dưới cái sân mới thử được chứ đúng không. Rồi mình sẽ đội cái nón lên trước mọi người. Nhìn cũng khá là đẹp trai mọi người ơi. Như đội nón lá vậy đó. Đây còn bộ này là bộ áo. Áo khoác của đô đốc rồi mọi người. Nhìn nó hơi nóng mọi người ơi, nhìn nó hơi nóng mọi người, mặt hơi nóng ấy. Đây là bộ đồ của Andrero là mọi người. Rồi mặt thì nó mát mẻ quá. Thôi mình vẫn thích chiếc nón lá này hơn mọi người ơi. Đội vô nhìn nó chất lắm mọi người, chất dơ người dơ lắm mọi người. Tự nhiên mình đội lên mình cũng thấy mình đẹp trai hẳn hẳn ra mọi người. Ở tận đấy. Sao lại có con zombie nó đi lạc vào đây thế nhỉ? Được rồi, mình sẽ dùng thanh kiếm này tiêu diệt nó mọi người. Mày hả bởi. Nó xuyên lạ này. Nó xuất hiện ở đây. Nơi này mới không có quyền xuất hiện ở đây, hiểu không? Đây là cái cây gì bự thế nhỉ mọi người. Hình như đây là cây đào đó mọi người. Có là này trồng đào mọi người. Ở dưới này có cây cầu này bắc bắc qua mấy ngôi nhà này mọi người.
Thì mình đi xuống thử coi cái cầu này mọi người. Cái cầu này rất là con mi xây đẹp lắm mọi người. Nhưng mà đẹp mọi người. Cái cầu này nhân làng xây cũng đẹp đấy. Đi rất là thoải mái. Đó, đây là cây đào này mọi người. Ủa sao mình không thấy cái đào nào hết trơn vậy? Chắc mình đi hết cái làng rồi, một làng rồi mọi người, làng này nhỏ quá. Rồi mình biết đi đâu đây trời. Khi đứng đây đã đời mình quyết định đi ra ngoài không 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 gió biển thì mình tình cờ thấy ôi tiểu thư Lâm Mi bị mắc kẹt ở dưới đấy sao hồi à, có sao không, rồi sao đó có thằng hải tặc, có đôi hải tặc chọc theo tiểu thư Lâm Mi này như lạ này. Tôi đi việc tên đó là đó, tiểu thư Lâm Mi, tiểu thư Lâm Mi mau lên đi, rồi mình bị mắc kẹt dưới luôn ngoài này. Tiểu thư Lâm Mi sẽ không còn lên nữa, lên lên đây nữa hả? Lên trên. Ở dưới đó làm gì vậy má? Lên đi. Trời ơi. Tiểu thư Lâm Mi mắc kẹt ở dưới đó luôn rồi mọi người ơi. Thôi xong rồi. Hết cứu rồi, tiểu thư hết cứu rồi đi ơi. Thôi tiểu thư Lâm Mi đứng đó luôn đi. Mình không cứu nữa đâu. Thôi tiểu thư Lâm Mi đứng ở dưới luôn đi nha. Mình lên lên trên trước đây. Tại hạ bó tay, bó tay rồi, bó tay .com.vn luôn. Ở trời cũng chiều tối rồi mọi người ơi, mặt trời bắt đầu hoàng hôn rồi mọi người. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Goodbye, see you again.